RubyTV.com Super Artify giá rẻ tự động y tính. 2000 Artify giá rẻ cực kỳ xịn sò. Những event vòng quay cực kỳ hấp dẫn. À mà đáng é mà muốn có bồ thì vào vòng quay của em mà quay nhanh để có bồ. Mà bồ như thế nào thì em không biết. Chỉ có tại shop RubyTV.com. À mà các bạn có thể quay chúng được chủ shop đó chính là tôi đây. Còn chờ gì hãy đến với shop RubyTV.com. Ok, hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đến với channel của mình. Thì mình lại là Roday và vẫn là mình. Và mãi mãi là mình vì đây là kênh của mình mà. Thì lần trước mình cũng có bảo là mình đang ở Vũng Tàu và mình chỉ ở một mình thôi. Nhưng mà hôm nay là mình có đi với bạn bè và bây giờ là các bạn biết không? Hôm nay là ngày 18 tháng 4 là Chủ nhật. Bây giờ là 6:04 và mình đang quyết định là mình sẽ đi cái chỗ này có tên là Ngọn Hải Đăng ấy. Bây giờ là 6 giờ sáng rồi, thật ra là từ tối tới giờ mình vẫn chưa ngủ. Đấy, mình thức mình đi luôn vì mình sợ mình ngủ quên. Còn bây giờ thì đi thôi. Đây là của khách sạn của mình và ở ngoài các bạn thấy không? Hôm nay mình sẽ trốn vào shop DJ một mình. Đó anh em thấy không, bây giờ là mình đã lên xe rồi và đây là chị của mình đang ngái ngủ. Mình mới có 5 giờ sáng mà mình đã lôi bả dậy đi rồi các bạn. Hello, chào các bạn. Hôm nay bây giờ mình sẽ trốn vào shop đi lên Ngọn Hải Đăng. Đây là lúc mà mình đang ngồi trên xe. Trời ơi, tao nói Vũng Tàu gió vãi nồi các ông nội ơi đó. Tôi không hiểu sao đi Vũng Tàu là người ta phải đi xe máy, tôi lại đi taxi. Đây nha, mình sẽ quay cho các bạn xem cái cảnh biển ở Vũng Tàu. Cái khúc này bây giờ là tầm 6:30 sáng các bạn. Ui, thời tiết trong lành vãi nồi ra luôn. Nhưng mà... thôi, cứ chơi đi các bạn ơi. Trời ơi, các bạn thấy không? Gió vãi nồi luôn nè. Tóc mình bay phơi phới như là phượng hoàng bay trong mùa... À không, cái gì nhỉ? À, như thế đi trời, mệt mỏi. Nói với các bạn là Su Cà Na vãi nồi. Đây là cái khúc này là bên Ngọn Hải Đăng này nha. Tôi tính đi vô mà ai ngờ đâu có đoàn trường gì đó của học sinh đông vãi nồi nên mình không thể la Ngọn Hải Đăng được. Các bạn ơi, thì tụi mình không qua được cái Ngọn Hải Đăng tại vì đang có đoàn học sinh, lúc nãy mình vừa mới quay á. Đen phong. Ui, đen phong các bạn ơi. Các bạn thấy không? Đây nè, mình phóng to lên tới bạn xem nè. Các bạn thấy phát hiện được đen phong không nội ơi. Đỉnh quá. Đây này. Đỉnh thật sự luôn các bạn. Vãi nồi luôn đấy các bạn thấy không? Trốn nó sớt đi chơi mà sao cực khổ quá mình không biết các bạn ơi. Đi mà còn bị ăn cơm chó cặp đôi phía sau thấy không? Đây này. Nhớ luôn sớt. Đây là tụi mình đang đi lên một con dốc nào đó mình không biết nữa. Đang hai cả đám đang kiểu muốn đi lên Ngọn Hải Đăng thôi. Ba đứa chỉ đứng đi lên Ngọn Hải Đăng thôi nhưng mà bây giờ cuộc đời đưa đẩy phải đi như này. Đó, anh em thấy chưa? Thấy quá là mệt mỏi chưa? Đây trời ơi, cho các bạn xem nè. Wow, toàn cảnh đây là biển luôn nha. Biển của chớp luôn nhưng mà toàn rác không mà mình nổi anh. Biển nhỉnh đây. Đó, các bạn thấy không? Đây là biển. Trên đây là cái đường, dưới đây là bên Vũng Tàu. Mình cứ tưởng là Đà Lạt các bạn ạ. Nhìn nó chill thực sự đó. Cái đường này nè. Wow. Các bạn thấy mình không, là bây giờ là mình đang đi bộ các bạn ạ. À. Ui, đây là cái bờm tóc mới của mình đó. Đây còn xây hai nữa chứ. Phải nói là bây giờ là kiểu bút taxi cho đã lên cho ông chú taxi ổng dục tụi mình tuốt mì ở trên đây rồi không thể nào bút được taxi các bạn ơi, đi bộ thấy bà luôn, mệt thực sự. Mình nói thiệt với các bạn luôn, đây là mình cứ tưởng là đường sẽ được đi Ngọn Hải Đăng hay là được đi đâu. Vì ông taxi, ông Grab chạy dục bên kia, bây giờ cứ ngồi đây đợi. Mà vừa đợi mà sắp mặt liền mà còn nghiêng biết cái gì không? Ăn cơm chó các ông nội không? Cứu tôi. Sau một thời gian mình đã book được một chiếc taxi, một chú taxi của ông nội ơi, tao nói nó mệt gì đâu mà trời ơi mệt cực kỳ. Bây giờ là tụi mình đã quyết định là sẽ kiểu mà book taxi tụi mình sẽ đi ăn bánh khọt. À, xịn chưa? Trời, tao phải nói là đi Vũng Tàu mà không ăn bánh khọt là một cái điều sai lầm của mấy bạn đó. Còn bây giờ thì let's go thôi, đi bộ gần mấy tiếng đồng hồ mấy ông nội ơi. Mình lại tiếp tục làm kiểu Titanic, cô gái ngồi trên chiếc tàu Titanic, gió tóc lại bay phơi phới các bạn ơi. Mình chả bao giờ mà mình sợ mình xấu, tại vì các bạn biết không, mình xấu sẵn rồi. Thank you.
Bây giờ là tụi mình sẽ quyết định là đi ăn bánh khọt các bạn ơi. Kiểu gió, trời gió vậy rồi, cái đầu mình à, đầu khất đó không nổi, nắng nữa. Ui dồi ôi, hôm qua vừa tắm biển xong hôm nay đánh nắng như vậy. Bây giờ là nắng 8 giờ sáng phải không? Thấy rồi không? 8 giờ sáng như vậy bánh khọt ở đằng trước này. Đó. Khổ quá trời. Đây là bánh khọt người ta làm. Wow. Đây là bánh khọt vú sữa và mình không đi ngồi đâu ăn. À đây rồi, bên đây là có đây. Bây giờ mình sẽ đi qua đây. Nè cái chua bên đây mới xịn nè. Lộn tiệm, lộn quán mới không nổi. Không, đúng quán rồi, đúng quán làm. Bên đó là người ta làm, ta bưng qua đây mình nhầm. Đây là bánh khọt. Và mình đã tới được quán bánh khọt cô ba vú à không nằm cô ba Vũng Tàu hàng cô ba vú sữa các bạn ơi, nói đấy người ta lại đéo bánh thì chết. Quán cây vú sữa hay cái quán gì mình quên rồi đó. Đây là hai người sẽ đồng hành trong video ngày của mình ngày hôm nay. Đây là bánh khọt của bên quán vú sữa gì đó mình quên tên rồi các bạn ơi. Đó các bạn thấy không, đây là chị của mình nè. Trời ơi, thấy bánh khọt là mừng rỡ rớt nước mắt liền không nội ơi. Đi Vũng Tàu mà không ăn bánh khọt là điều sai lầm cho mọi người rồi. Nhìn mà phải nói là ngon nhất nách, mà ngon nhất cái nách luôn đó. Lấy cầm rau lên, cuốn bánh khọt và chấm nước mắm thì ôi dồi ôi, hết sảy con bà bảy luôn mấy ông nội ơi. Ta phải nó ngon gì đâu mà nó ngon luôn đấy. Cho các bạn xem luôn nè, thấy không? Như kiểu mà BG bánh khọt các bạn. Wow, ngon thật sự luôn. Đi Vũng Tàu mà không ăn bánh khọt là một cái gì đó nó không thể hiếu các ông ơi. Ok anh em ơi, thì mình đã ăn xong rồi. Bây giờ là mình đã quyết định là mình sẽ đi qua chỗ làm bánh khọt. Mình để cho các bạn xem mấy cái cô mà làm bánh khọt như thế nào nha. Uầy, một cái bàn bánh khọt mà chục người làm. Cái gì kìa, một cây làm chẳng nên non, 10 cây chùm lại tạo nên bánh khọt mấy anh em ơi. Đó thấy không? Uầy, nhìn trông đỉnh và cung phu thế nha. Mấy cô nhìn kiểu ninja lit làm bánh khọt kìa mọi người. Trông mấy cô làm đỉnh thực sự luôn quá. Đây là cách làm bánh khọt nha. Bây giờ là 9 giờ rồi, chắc tụi mình sẽ đi về khách sạn. Và tầm chiều mất mát thì tụi mình sẽ lại đi tắm biển mọi người nha. Sau khi mà tụi mình ăn bánh khọt xong, thế là tụi mình ngồi đợi xe và mình đã phát hiện ra được một chú bán trái cây. Khi mà mình nhìn vào chú bán trái cây này thì mình lại nhớ tới gia đình của mình, bố mẹ mình, ông bà mình đã cũng cực khổ và đi dãi nắng dầm mưa như này để bán và kiếm tiền để nuôi mình ăn học cho tới lớn bây giờ. Nên ai còn gia đình thì hãy nhớ trân trọng nha. Hello em nha, hiện tại mình đã về tới nhà rồi. À không, về tới khách sạn nhà mình ở Bến Tre các bạn. Mình mới vừa làm ra xong. Nhưng mà nó phần chung mệt mỏi vậy mà mình phải nuôi nhỏ nhỏ như này này các bạn thấy không? Còn bây giờ thì mình nên đánh một giấc ngủ. Bây giờ là khoảng 9 giờ trưa. Mình sẽ quyết định là mình sẽ ngủ tới chiều là khoảng 4 giờ chiều xin tắm biển. Còn bây giờ thì 2000 years later. Hello các bạn ơi, bây giờ là mấy giờ rồi? Bây giờ là 2 giờ trưa và tụi mình sẽ quyết định là đi tắm biển. Hay đi tắm biển ngắn thế bà. Đúng rồi đó, trời đỉnh luôn. Bây giờ tụi mình sẽ đi tắm biển các bạn ơi. Mặc xếp đồ trong xịn sò dữ không? Đó, chắc vãi nồi luôn các bạn đó. Bây giờ là thời tiết nóng vãi chưởng luôn. Đây. Đây là cơm chó phía trước. Trời ơi. Mình không hiểu sao là 2 giờ trưa đi rủ đi tắm biển các bạn. Mai mà mình có sức kem chống nắng rồi. Bây giờ mình sẽ đi ra biển mình quay cho mọi người xem luôn nhé. Mình đã quyết định là sẽ vào Seagull Cay, một cái cửa hàng tiện lợi, để mua một tí nước suối về đem ra biển uống các bạn ơi. Các bạn biết không, Seagull Cay người ta bán nước suối có 7.000 mà đi ra biển người ta bán 15-20.000 một chai mấy ông nội ơi. Cứa cổ tôi đi, trời ơi, nghe cái số tiền nó lớn lớn tới cỡ vậy là trời ơi mình nhức nách liền các bạn ơi. Không phải là nhức mà là đau nách luôn đấy, nó ngứa nách luôn đó. Trời ơi thiệt chứ. Tôi biết mình khi mà mình tắm xong á, các bạn biết gì không? Tắm xong thì kiểu gì cái đầu mình nó chả như cái lùi dẻ các ông nội ơi. Dẫu khi mà mình mới nhuộm tóc nữa chứ cái đầu nhìn vậy cũng như cái lùi dẻ rồi. Nên mình đã mua dầu gội và dầu xả để chuẩn bị cho cái bữa mà tắm xong các bạn ơi.
Đây không phải là BG mà chỉ là một cái review thôi. Tôi nói nó trời vô Google cây mà không ăn thử cái loại kem này, ta nói nó ngon nhất đắt. Đó, nên mình khuyên các bạn là ai có vào cửa hàng tiện lợi hãy nhớ ăn thử cái kem này nha. Tôi nói review hết sảy con bà bảy luôn. Ăn cái này trước khi ra biển là ui trời ơi nhất cái nát. Ta nói cái phận làm YouTuber nghèo khổ, không có tiền mua mì trộn mà chỉ có tiền mua kem ăn. Đó, nhìn người ta ăn mà ngon không các bạn ơi? Đó. Ui trời ơi ngon liền. Đấy thì các bạn thấy không, bây giờ là mình đã đi cái từ cái khách sạn của mình mà đi hẳn ra là kiểu gì cũng tới biển rồi các bạn ơi. Tại vì mình book khách sạn ngay đường gần biển mà đó. Đi hẳn là ôi dồi ôi biển kìa. Và đây là cái sân dành cho mọi người ngồi nghỉ ngơi, cho các cặp đôi ngồi phanh xích lô chẳng hạn. Đó, nói vậy thôi cho vui các ông nội ơi, đừng ai chửi mình nha. Ui trời, chói quá các bạn ơi, kiểu mình đang ngoài biển này các bạn thấy không? Đó, đây là biển nha. Đây, có mấy con gì đó mình cũng không biết nữa. Đây là biển nè. Nắng quá trời luôn, trời ơi. Mình giới thiệu cho các bạn biết chiếc ghế thần kỳ ở đây. Các bạn thấy không, đây là chiếc ghế thần kỳ. Khi mà các bạn ngồi xuống chiếc ghế này cái là sẽ có người lại kêu em ơi, 150. Thì mình đi dưỡng tay nhờ cái biết á. Đây, 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 thấy không? Người ta lại kêu mình là kìa đó, thấy không? Người ta lại kêu mình là biển ngoài đây nè. Đó, xịn chưa? Đây, mình sẽ quay sơ cho các bạn thấy biển Vũng Tàu, mình chỉ quay vô đây thôi, còn lại thì mình lo tắm rồi các bạn ơi. Sau khi tắm biển một hồi, tôi không hiểu sao anh chị của tôi lại bắt tôi nằm trên cát mà ngồi như thế này này, như có như nàng tiên cá không? Win, phép thuật enchanted bà nội nó thiệt chứ, ta nói nó khổ gì đâu, các bạn thấy tôi nằm vật vờ như miệng một con điên không? Trời ơi. Trời ơi, đây là cái lúc mà tiên cá phép thuật Win mắc cạn các ông nội ơi, enchanted này các bạn thấy không? Trời ơi, rong riêu từ lừa luôn, ta nói nó mệt gì đâu, đại bàng sải cánh, bây giờ đại bàng gãi cánh rồi các ông nội ơi. Ít rồi, hôm nay nàng tiên Win sẽ giới thiệu cho các bạn một cái phép thuật, đó chính là phép thuật enchanted lăng 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 lăng. Cái gầm này nó ngứa vậy đâu. Các bạn thấy không? Trời ơi, mình lăn ra biển kìa. Coi có như cái con điên không? Trời ơi. Cái đó là chi Vũng Tàu mặn mấy thôi. Mà biển nào cũng giả mặn á. Chuyến đi bão táp mấy nồi luôn. Đầu tóc của mình bây giờ nó không còn cái gì nữa các bạn ơi. Má nãy ngồi chơi đất bùn, đất cát lên đó là thôi rồi. Lượm ơi là bỏ cuộc chơi rồi đó các bạn. Từ bỏ cuộc chơi luôn á. Bây giờ nè, các bạn thấy mình không? Đây. Mình cầm máy quay mình đi ra ngoài cho các bạn xem luôn. Ở ngoài đây nó thì nó sóng nó hơi ồn một tí. Ui. Đi vô các ông nội ơi. Mệt quá. Sau khi mà bơi một hồi thì trời ơi, tụi tôi quá mệt, quá gãy luôn. Các bạn thấy không, cái đầu của tôi hành bây giờ nó hành cái đầu layer, hành đầu khóc rồi các ông nội ơi, nọng kìa. Đó, trên người tôi toàn cát. Trời ơi, quần áo cát không, cái liền cát không mấy ông nội ơi. Đi giữa đường mà còn nắng nữa chứ. Ok các bạn ơi, thì bây giờ tụi mình sẽ đi đòi con heo. Và cái bên mình cũng có con heo. Đó, thấy không? Mình đã thuê một chiếc xe. Ok anh em ơi, bây giờ mình đã book và mình đã thuê một chiếc xe tay ga để mình có thể đi lên đòi con heo các ông nội ơi. A few moments later. Mình đã tới đòi con heo rồi các bạn ơi. Trời ơi, đường lên đỉnh như đường lên đỉnh Olympia vậy, tao nói nó mệt gì đâu mà nó mệt.
Sau khi mà đi lên đồi con heo xong thì tụi mình lại quyết định lên ngọn hải đăng và ăn dâu ua cô tiên các bạn à. Đây mình sẽ quay cảnh khúc mà mình đang chạy xe, có nhiều cảnh rất là đẹp luôn nha. Anh em biết gì không? Trời ơi, ta nói chạy xe mà lên đèo lên vô ua cô tiên là một cực hình các bạn ơi, xa phải nồi đó. Trong khi mà mình chạy quá mệt quá chán quá thì mình quyết định là mình sẽ chơi quẩy bi nào lên. Đã tới quán dâu ua cô tiên và tụi mình đã kêu một suất cả chục cái quả trứng các bạn thấy không? Trời ơi, ăn tao nói nó ngon rã, ngon ngáy, ngon nhất nách luôn. Có mặt tại dâu ua cô tiên. Mình đã quyết định sẽ đăng cái vlog này vào buổi tối. Cho ai mà đang hèm ăn thì xem video của tôi mà hèm đi nha. Liêu 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 liêu. Đó anh em thấy không, tôi đang ngồi nhâm nhi dâu ua cô tiên. Trời ơi ngon hết sảy luôn. Ăn xong về mặt bụng thấy bà luôn. Nhưng mà ngon. Đây là một cảm giác mà tuyệt vời luôn. Ai đi Vũng Tàu mà không ghé những địa điểm nổi tiếng như là dâu ua cô tiên thì sai lầm lắm mấy ông nội ơi. Đây đây đây, cảnh chính đây. Hộp gà đê, hộp gà đê. Trời ơi ngon không mấy ông, tội cho mấy bạn nào, tội cho cô gái ấy, tội cho ông nào người xem video của tôi vào buổi tối ăn tới khúc này là thèm nhức nách luôn. Trời ơi tôi nhìn mà tôi còn hèm, nói chi mà các bạn không hèm. Ây dạ mấy anh hai ơi, sao kìa mà ăn dâu ua cô tiên xong là tụi mình quyết định đi uống trà chanh lê đường đó. Nhưng mà tôi, một cái điều buồn bã của tôi là vừa uống trà chanh mà trời ơi vừa ăn cơm chó. Trời ơi ăn cơm chó nguyên ngày ngon ghê trời ơi. Còn bây giờ thì chắc mình xin kết thúc clip ở đây. Tạm biệt mọi người nha, bye bye. お前はもう